everybody. Xin chào tất cả 500 anh em. Chào mừng các em đã quay lại với channel của Ben. Hôm nay mình sẽ cùng đi đánh giá sơ qua một chiếc bàn phím cơ mới về tại Boss Gear. Thì đây là một trong những chiếc bàn phím cơ giá rẻ mà lại có hệ thống chống nước rất là bá đạo. Về cái vỏ hộp bên ngoài thì mình đã bóc ra rồi. Mình sẽ để cho các bạn xem luôn cái bàn phím bên trong. Tại vì cái hộp con này nó rất là đơn giản, không có gì đặc biệt cả. Ok, mình sẽ đi đánh giá chi tiết con bàn phím này nhé. Let's go. Rồi, về cái tổng thể mới nhìn sơ qua chiếc bàn phím này thì các bạn có thể thấy đây là một chiếc bàn phím khá là to, tại vì nó có kèm thêm một cái phần kề tay ở đây nữa. Và cái con bàn phím này thì nó sẽ sử dụng cái hệ thống phông chữ khá là to, kiểu như phông chữ tàu hay sử dụng ấy. Với lại có cái kiểu layout rất là đặc trưng, layout chung, thì cái này chắc chắn nó sẽ chơi keycap rất là ok rồi. Với cái phiên bản đó là bàn phím màu đen, cái tấm nền này sẽ là màu thuốc súng, tức là màu hơi xám xám. Và cái tấm nền này sẽ là bằng kim loại hoàn toàn nha các bạn, bằng kim loại. Và nó sẽ được bọc từ đằng sau, đây, đằng sau này lên tới đằng trước. Tấm kim loại này thì cũng khá là dày, cho mình cái cảm giác rất là chắc chắn khi mà mình cầm phím lên. Thì mình không, cảm giác khi mình bẻ thì nó không có cong hay là bị vênh gì cả, rất là chắc chắn. Đấy, nếu như mà các bạn sử dụng bàn phím này dành cho quán nét thì rất là ok. Và đặc biệt hơn là các cái góc cạnh của em này thì sẽ được vát CNC, nhìn rất là đẹp, bóng lên một cái kiểu rất là trang trọng. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái đèn báo dành cho numlock, serolock hay là phím caplock. Đó, các cái đèn báo rất là sáng. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái kê tay. Cái kê tay này thì nó hơi ngắn một chút, khi mà mình để tay lên kê thì nó sẽ gần như là sẽ không có đủ để mình kê cái bàn tay của mình lên, tại vì cái ngón tay của mình khá là dài. Đó. Nếu như bạn nào có tay ngắn thì có thể kê được. Nói chung là cũng đủ để cho mình thấy cảm giác nó thoải mái hơn là không có kê tay. Và cái kê tay này mình cũng có thể tháo rời được nha các bạn. Các bạn chỉ cần lật ra đằng sau, mình vặn ngược lên là mình có thể tách rời ra, hoặc là lắp vào cũng rất là dễ dàng. Về dây cáp của em này thì dây cáp em này được sử dụng là dây cáp bằng nhựa thôi, chứ không phải là bọc dù. Có đầu chống nhiễu cũng như là sẽ có sử dụng cổng USB. Tuy nhiên thì cổng USB của nó sẽ không được mạ vàng. Đèn LED của em này thì là đèn LED rainbow thôi, chứ không phải là đèn LED gì đặc sắc. Nhưng mà con này thì nó có một cái hệ thống đèn LED ở hai cạnh bên này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đó, cái đèn LED nó sẽ sáng ở hai bên này. Nó sáng bên này khi mà mình bật đèn lên thì nó sẽ sáng dải màu xanh ở đây. Và có chế độ là chớp tắt hoặc là chế độ sáng nguyên. Cái đấy thì mình có thể tùy chỉnh được. Đi sâu hơn một chút về cái hiệu năng thì em này đang sử dụng đó là Blue Switch, nhưng mà là switch quang. Thì cái switch quang này sẽ cho phép chúng ta có thể nhổ switch lên một cách dễ dàng. Mình chỉ cần một cái nhổ switch và nhổ và mình có thể thay nóng rất là nhanh. Và do là sử dụng Blue Switch cho nên là cái con này sẽ có tiếng clicky, tức là khi mình bấm thì nó sẽ phát ra tiếng. Đây, đó, nó sẽ có tiếng click, nghe khá là to. Nếu như mà các bạn đang sử dụng trong môi trường mà sợ ảnh hưởng đến tiếng ồn thì các bạn không nên sử dụng Blue Switch, đó là lời khuyên chân thành. Nhất là những cái game thủ ban đêm mà hay coi phim Nhật ấy, đó, thì tốt nhất là không nên. Hoặc là những trẻ trâu hay gọi là anh hùng bàn phím thì không nên sử dụng những chiếc Blue Switch như thế này, gõ rất là ghê. Vì là sử dụng Switch quang nên các bạn yên tâm là cái độ bền của nó khá là cao, và cũng như tốc độ phản hồi của nó rất là nhanh, nhanh hơn là tốc độ phản hồi của cái Switch bình thường, Switch bằng lá đồng á. Và cái con này có một cái khả năng rất đặc biệt, mà khả năng vượt trội hơn tất cả các bàn phím khác, đó chính là cái khả năng chống nước. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem video và mình test khả năng chống nước của em này. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần chế độ LED của em này nhé. Sau khi mình đã cắm bàn phím vào và bật đèn LED lên, mặc dù mình đã để đèn sáng, đèn phòng xung quanh sáng rất là lớn, nhưng mà cái đèn LED của nó vẫn là nổi. Thì các bạn thấy là đủ biết cái độ sáng của em này là rất là ok rồi. Và con này đang là LED rainbow thì sẽ là mỗi hàng một màu LED như thế này, rất là đẹp. Nếu mà mình muốn đổi chế độ LED thì chúng ta ấn FN và nút qua bên tay trái hoặc là qua bên tay phải đều được. Nó sẽ có một vài chế độ LED như sau. Đầu tiên là cái LED sáng hết tất cả rồi đấy. LED thứ hai chính là bấm phím nào sáng phím đó. Đó. LED tiếp theo sẽ là cái LED bấm phím nào nó sẽ tắt phím đấy, tức là ngược lại với lại cái LED hồi nãy. Tiếp theo sẽ là cái chế độ Ripple, tức là mình bấm nó sẽ tỏa ra hai bên. Chế độ này chắc các bạn cũng rất thích để mà spam. Ở chế độ tiếp theo thì chúng ta sẽ có chế độ gợn sóng. Cái này để tăng hoặc giảm tốc độ thì chúng ta ấn FN cộng dấu trừ để giảm tốc độ, và FN cộng dấu cộng để mà tăng tốc độ. Đấy. Là mình cũng có thể ấn FN xuống để giảm độ sáng và FN lên để tăng độ sáng. Nó có hình như có 3 nấc thôi. Đó.
FN sang trái một lần nữa thì chúng ta sẽ có chế độ pháo hoa, tức là nó sẽ chạy qua chạy lại và sau đó nó sẽ nổ ra từ phía giữa. Đó. Cái này mình có thể tăng tốc độ lên để cho nhìn cho nó nhanh. Đấy. Cũng khá là đẹp. À, chế độ tiếp theo thì chúng ta sẽ là quay lại trở lại chế độ sáng toàn bộ và mình ấn FN cộng với lại nút B để chuyển sang chế độ Breathing, tức là chế độ chớp tắt. Đó, đó là toàn bộ cái hệ thống đèn LED. À, còn một cái nữa đó chính là cái chế độ tùy chỉnh. Thì mặc định của con này sẽ có là 1 FN1, FN2, FN3, FN4, 5, 6, 7, 8. Thì mỗi cái thì nó sẽ có một cái tùy chỉnh riêng. Đó. Tuy nhiên thì mình không được thay đổi từ FN1 cho đến FN8, mà mình chỉ được thay đổi FN9 mà thôi. Và cái FN9 này nếu như mà các bạn muốn thay đổi thì các bạn ấn FN và ấn nút Home đây. Nó có dấu chữ SR. Đấy. Khi mà các cái đèn LED ở đây nhấp nháy thì chúng ta có thể ấn bất kỳ phím nào cho nó sáng. Ấn một lần nữa thì nó sẽ tối như này. Đấy. Sau đó chúng ta ấn FN và nút Home lần nữa thì nó sẽ lưu. Khi đó chúng ta ấn FN9 thì nó sẽ hiện lại cái phần mình đã lưu. Đó, rất là đơn giản. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần đó là phần test cái khả năng hiệu năng gõ của em này. Vừa rồi chính là cái phần mình vừa test cái hiệu năng switch của em này, một cái switch blue switch, tuy rằng tiếng của nó không to nhưng mà cũng đủ để cho các bạn cảm nhận được đó là blue switch có tiếng clicky nghe êm tai và cái tốc độ phản hồi của nó khá là nhanh, nhanh hơn rất nhiều với so với phím cơ bình thường. Rồi bây giờ cái quan trọng nhất của em này chính là cái khả năng chống nước, mình sẽ cho các bạn xem cái phần chống nước của em này. Ok, quả là bá đạo đúng không anh em? Cái khả năng chống nước của nó rất quá là tuyệt vời. Đến nỗi mình ngâm vô trong nước mà nó vẫn hoạt động bình thường. Cũng như là mình nếu như mà mình đổ nước lên thì nó vẫn ok. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý rằng là mình không nên đổ nước vào nhé. Tại vì cái này chống nước chứ không phải là mình lấy cái khả năng chống nước đó ra mà mình nghịch hoặc là chơi đùa. Cái đấy là để phòng trường hợp mà mình đổ nước vào khi mà không gọi là những trường hợp không mong muốn xảy ra mà thôi. Chứ còn chẳng có nhà bảo hành nào bảo hành cho mình nếu có trường hợp mình vào nước đâu. Ok, vậy là đã xong cái phần mình đánh giá sơ qua về chiếc bàn phím Chang GK2 này. Thì đây là một cái bàn phím cải tiến rất là nhiều so với bản phiên bản 1. Nó được có thêm cái hệ thống chống nước khá là tốt. Đèn LED cũng rất là sáng. Phím bấm cũng ok. Nói chung đây là một cái trải nghiệm bàn phím cơ khá là tuyệt vời. Với cái tầm giá chỉ tầm 600 ngàn mà thôi. Quá là ok. Mình vẫn thích nhất là cái phần đó là cái khả năng chống nước của em này, cũng như là cái đèn LED của nó rất là sáng. Với lại cái hai cái dải đèn gầm nữa, nhìn cũng rất là đẹp. Đó là những cái điểm nổi bật của em này. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy có một số các cái nhược điểm của nó, ví dụ như là cái kê tay này nó hơi ngắn này, thì để nó sẽ không có thoải mái lắm. Và đặc biệt là cái phông chữ thì nó cũng là hơi xấu, nó sẽ hơi to, chắc là để cho LED nó sáng nhiều hơn. Và cũng có một cái nhược điểm nữa là cái dây của nó thì không phải bọc dù và cũng như là đầu USB thì không có mạ vàng. Thì những cái đấy thì cũng không cần thiết lắm, tại vì đây là thuộc dạng bàn phím cơ giá rẻ mà. Đó, đó là những cái đánh giá chung của mình. Các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này chỉ với giá 600 ngàn thôi. Đó, thì các bạn có sẵn sàng bỏ ra 600 ngàn để mua chiếc bàn phím này không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và subscribe video giúp mình nhé. Bye bye.